Về nhà còn ấm, về đi lạnh. Ngày xưa quay thằng Nhật cũng ở cái góc này, cách đây phải chục năm rồi. Nhật còi. Ông ơi, ơi ông nói ơi. Nói ông ơi. Ông ơi. Sao cái bóng đèn này có 15.000 thôi á? Không biết. Đấy, uống xong để rất cẩn thận. Đúng rồi, ông không biết thì thôi.